Hôm 8 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Ý Mario Monti đã thông báo với Tổng thống nước này về việc ông sẽ từ chức sau khi dự thảo ngân sách năm 2013 được thông qua. Quy định này được đưa ra sau khi Đảng Nhân dân Tự do PDL của người tiền nhiệm Silvio Berlusconi rút lại sự ủng hộ đối với chính phủ của vị thủ tướng này. Động thái này có thể mở đường cho một cuộc bầu cử sớm hơn một năm sau khi vị kinh tế gia làm thủ tướng không qua bầu cử Monti, giúp nước Ý phần nào thoát khỏi một thảm họa tài chính, song cũng đồng thời đẩy chính trường Italia vào vòng xoáy bất ổn mới, giữa lúc nền kinh tế nước này đang đứng trước nguy cơ suy thoái kép và chưa thoát khỏi căn bệnh nợ công trầm kha. Nhiều người lo ngại đất nước hình chiếc ủng này có thể sẽ phải xin cứu trợ từ Liên minh châu Âu-EU trong năm tới. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là thảm họa thực sự không chỉ đối với nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới này, mà còn đối với cả khu vực đồng tiền chung châu Âu-Eurozone. Thủ tướng Mario Monti năm nay 69 tuổi, nhậm chức hồi tháng 11 năm 2011 sau khi cựu thủ tướng Berlusconi phải từ chức do các vụ bê bối. Ngay sau khi lên nắm quyền, chính trị gia này đã đáp ứng được sự mong mỏi của những người ủng hộ trong giới tài chính khi áp dụng một chương trình chi tiêu khắc khổ và tăng thuế để giảm tỷ lệ nợ công đang đứng ở mức cao của nước này. Chương trình này đã giúp đưa tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP trong năm nay về giới hạn cho phép của EU. Trong 13 tháng dưới thời chính quyền Monti, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Italia đã giảm hơn 200 điểm cơ sở. Tháng trước, chính phủ Italia đã phát hành trái phiếu ở mức lãi suất thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Hình ảnh của chính phủ Italia đã được cải thiện rõ rệt nhờ có Thủ tướng Monti. Nền kinh tế Italia không còn phải đối mặt với nguy cơ cao nhờ các chính sách khắc khổ của ông. Tuy nhiên, các chính sách khắc khổ được áp dụng dưới thời chính quyền của Thủ tướng Monti cũng đã đẩy nền kinh tế Italia rơi vào suy thoái lần thứ 3 liên tiếp kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong quý 3 năm nay, nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới này đạt tốc độ tăng trưởng âm 0,2%, đánh dấu quý thứ 5 liên tiếp, Italia tăng trưởng âm, tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói đã tăng mạnh. Chính điều này khiến người dân ở Italia quay lưng với các chính sách khắc khổ của chính quyền Monti. Mặc dù vậy, với những kết quả đã đạt được trong hơn một năm nắm quyền, giới hoạch định chính sách ở châu Âu vẫn đặt niềm tin vào chính quyền Monti. Nhiều người lo ngại sự ra đi của Thủ tướng Monti sẽ khiến Italia đi chệch khỏi quỹ đạo cải cách hiện nay và làm trầm trọng thêm căn bệnh nợ công vẫn đang ám ảnh châu lục này. Tôi rất tự tin rằng các cuộc bầu cử ở Italia sẽ giúp hình thành một liên minh hoặc chính phủ hướng về EU, có tinh thần trách nhiệm cao và phù hợp với những nỗ lực to lớn mà đất nước Italia đang theo đuổi. Thậm chí người ta còn lo ngại việc đạt được đồng thuận trong EU có thể sẽ trở nên khó khăn hơn nếu thiếu Thủ tướng Monti, người đã vượt qua được sự phản đối của Đức tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 năm nay để giúp EU đạt được đồng thuận trong vấn đề hỗ trợ tài chính cho các nước đang gặp khó khăn. Tôi luôn ủng hộ ngài Monti. Thủ tướng Italia đã đặt lợi ích của quốc gia lên trên những toàn tính chính trị, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng Dân Chủ. Đó là những gì đã xảy ra trong một năm qua. Tôi e rằng việc ngài Monti sẽ không đi hết chặng đường cùng Italia sẽ làm dấy lên những bất ổn không chỉ ảnh hưởng ở quốc gia này mà còn ở toàn bộ khu vực châu Âu. Sau khi Thủ tướng Monti tuyên bố từ chức, các nhà đầu tư đã có phản ứng tiêu cực. Trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 12, FTSE MIB, chỉ số chứng khoán chủ chốt của Italia, đã giảm tới 2,2%, trái ngược với xu hướng tăng điểm ở các thị trường chứng khoán châu Âu khác như Đức, Pháp và Anh. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của nước này cũng tăng mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua, lên 4,82%. Italia đang đối mặt với khả năng phải tổ chức bầu cử sớm, sau khi văn phòng Tổng thống cho biết ông Monti nghĩ rằng ông không thể tiếp tục sứ mệnh hiện nay của mình và vì vậy ông đã nói rõ ý định đệ đơn xin từ chức. Giới phân tích cho rằng quyết định đẩy nhanh các cuộc bầu cử của ông Monti cũng có thể là một cách để ông chuẩn bị con đường riêng cho mình, tham gia chính trường sau khi cựu Thủ tướng Berlusconi thông báo sẽ ra tranh cử. Đây được coi là nước cờ phủ đầu, ngăn ông Berlusconi có thời gian tranh cử lâu dài, để từ đó lợi dụng khó khăn của nước Italia và quy hết trách nhiệm lên chính phủ hiện nay nhằm câu phiếu bầu. Ông Monti cho đến nay vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định nào về tương lai của ông trong một chính phủ mới, nhưng chắc chắn ông Monti sẽ không về hưu. Một phần vì tình hình nước sôi lửa bỏng của Italia hiện nay vẫn cần đến ông, một phần vì chính các chính phủ châu Âu, các tổ chức kinh tế tài chính quốc tế vẫn coi ông là nhân tố duy nhất có khả năng đưa nước Italia vượt qua thời khắc khó khăn này.
và cũng chính ông Monti thời gian gần đây đã tuyên bố sẽ tiếp tục phục vụ đất nước nếu tình hình đòi hỏi. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là ông Monti sẽ phục vụ đất nước trên cương vị nào trong chính phủ mới? Sau một năm rút lui vì dính nhiều bê bối, cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi vừa tuyên bố ra tranh cử trước Thủ tướng. Việc tái xuất giang hồ của ông Berlusconi được dự báo sẽ đẩy Italia rơi vào cảnh hỗn loạn, kéo theo các nước trong khu vực đồng euro. Dẫu biết rằng khó có thể thắng cử một lần nữa để trở lại nắm quyền hành pháp như hai lần trước, nhưng ông Berlusconi vẫn hy vọng sẽ còn đủ thế lực để chi phối đời sống của Quốc hội và chủ yếu là để tiếp tục hưởng quyền miễn tố dành cho nghị sĩ để trốn tránh những nợ nần công lý, và nhất là để không phải đương đầu với những vụ án về trốn thuế và bê bối tình ái mà ông Berlusconi là nghi phạm trong vụ mua bán tình dục với trẻ vị thành niên. Khuôn bài của ông Berlusconi trong mùa tranh cử lần này sẽ là bãi bỏ thuế bất động sản, giảm bớt thuế cho các hoạt động đầu cơ tài chính. Người dân Italia vốn rất nhạy cảm với vấn đề thuế. Hễ ứng cử viên nào nói bỏ thuế, miễn thuế thì coi như đã giành được lá phiếu của cử tri. Thậm chí ông Berlusconi có thể mị dân bằng cách tuyên bố rằng nếu thắng cử, ông ta sẽ hoàn trả những khoản thuế mà Thủ tướng Monti đã ép người dân Italia phải đóng cho nhà nước. Không chỉ Italia phải lao đao, các chuyên gia cho rằng châu Âu vốn đang phải đối mặt với khó khăn sẽ mệt mỏi hơn khi ông Berlusconi quay trở lại, vì theo nhận định của các nhà phân tích, châu Âu không hề muốn ông Berlusconi lên nắm quyền. Theo đúng kế hoạch, nhiệm kỳ của Thủ tướng Mario Monti sẽ kết thúc vào tháng 4 năm sau. Trong trường hợp ông từ chức thì một cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra sớm hơn dự định. Thế nhưng điểm cốt lõi hiện nay là Italia đang cần sự ổn định chính trị để chung tay khắc phục vết thương kinh tế, thay vì xáo trộn chính trường để đổi lấy một tương lai chưa chắc chắn. Mới tạm qua cơn nguy kịch, diễn biến mới nhất trên chính trường đang biến Italia trở thành mối nguy tiềm tàng mới của châu Âu. Bất kỳ một thay đổi nào về chính trị ở quốc gia này cũng sẽ khiến cả lục địa già phải cài đặt lại các mối quan hệ đối tác và vận hành chính sách kinh tế phù hợp nhằm đặt mục tiêu đưa Italia ra khỏi danh sách những nạn nhân của cơn bão nợ công. Nhưng những chỉ dấu vừa phát đi từ Rome lại cho thấy con đường vừa thoát của Italia xem ra còn rất dài.